Tại sao chị phải lén lút gặp chồng tôi như vậy? Tại sao chị không gặp một cách quang minh chính đại đi? Sao quang minh chính đại mà gặp? Lén lén lút lút làm cái gì? Hèn quá mày. Cô nói gì? Giật chồng của người khác còn không biết nữa hả? Giật chồng mà giả ngu hả? Ê, có không kia? Tao có giật chồng hay không sao mày nhiều chuyện vậy? Còn mày nữa, có chồng không biết giữ, tao thích giật đó, được không? Cái Làm gì tao? cái gì? Tạm biệt, chúc hai người sống lâu và hạnh phúc. Cảm ơn em. Tạm biệt. Đi nha. Em thấy lo cho Minh quá. Alo anh nghe. Vương Hoàng hả? Em đây. Anh đang ở đâu? Anh đang ở nhà. Ở nhà hả? Ừ, anh đang ở nhà. Có gì không em? Hôm nay anh có làm gì không? Em có đồ muốn đưa cho anh. Anh ra ngoài gặp em nha. Anh biết rồi. Bye em nha. Ai vậy? Hả? Văn phòng công ty gọi. Anh tính đi đâu hả? Ừ. Đi đâu vậy? Có về ăn tối không? Để xem nè. Xem cái gì mà xem? Phải nói cho người ta biết để quyết định nấu cơm hay không chứ. Sao hỏi nhiều quá vậy? Thật là phiền phức quá đi. Phiền phức cái gì? Lỡ khi nấu đồ ăn rồi không ai ăn thì sao? Đó gọi là tiết kiệm đó. Ừ, tôi sẽ về. Em đừng uống nữa. Anh ơi, cho hai nước suối. Anh tới rồi đó hả? Ừ. Cái này là cái gì vậy? Mình vẽ đó mà. Trước đây anh lúc nào cũng yêu thương lo lắng chăm sóc cho em, lúc nào anh cũng bên cạnh em hết. Còn bây giờ bên cạnh anh đã có cô ấy rồi. Rõ ràng là em yêu anh Đình Phong, nhưng em vẫn cứ muốn bám lấy anh. Em kỳ lạ quá. Em cũng chẳng hiểu nổi em nữa. Bây giờ mới về hả? Bây giờ mới ăn tối sao? Tôi đợi anh đó. Về trễ không gọi báo trước gì hết rồi. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Mà cô đang ăn gì vậy? Cơm trộn. Trộn tất cả những thứ gì có thể ăn được, trộn vô ăn hết. Giống thức ăn cho heo hơn đó. Thức ăn cho heo? Ừ. Sao lại ăn được cái thứ đó chứ? Ăn thử đi, ăn thử một miếng đi biết liền à. Có ớn không hay không? Không bao giờ. Nhìn đã thấy ớn rồi. Ăn một miếng đi, đi mà. Đã nói không ăn mà. Tìm ra chiếc nhẫn rồi hả? Ừ, tìm thấy rồi. Ở đâu vậy? Tìm đâu vậy? Tìm đâu vậy hả? Ở chỗ Bảo Yến. Sao lần trước gọi chị ấy nó không có mà? Người gì đâu mà khó hiểu vậy? Chị ấy muốn làm gì vậy? Chị ấy giấu điều nói dối là không có. Người gì đâu mà lạ lùng. Tôi thật lòng không muốn nói dối cô, cho nên đừng bao giờ có hỏi tôi những câu như vậy nữa. Chúng ta đã cam kết là không xen vào chuyện riêng tư của nhau rồi còn gì. Anh mắc cười quá. Tôi có bao giờ xen vào chuyện riêng tư của anh đâu. Chẳng qua là tôi sợ cơm canh bị lãng phí nên tôi mới hỏi vậy thôi. Tôi không cần biết anh đi với ai gặp ai hết á. Vậy anh không cần phải quan tâm với tôi nữa. Không cần phải nói dối vậy đâu. Nè, không ăn nữa thì dọn đi. Anh dọn đi, tôi không có rửa chén đâu. Mặt mà thấy ghét rồi. Hai cô hẹn tôi ra đây có gì không? Gì? Hỏi gì nữa hả? Còn hỏi nữa hả? Ngây thơ quá hả? Giả ngu quá mày. Giật chồng của người khác còn không biết nữa hả? Giật chồng mà giả ngu hả? Ê, có không kia? Tao có giật chồng hay không sao mày nhiều chuyện vậy? Còn mày nữa, có chồng không biết giữ, tao thích giật đó, được không? Cái Làm gì? Gì tao? Cái gì? Ê, cái con mỏ dảnh môi xí muội kia. Mày không có giật chồng tao, mày giật chồng bạn tao, tao thích kiếm chuyện mày được không hả? Hả? Mày làm gì tao? Quýnh mày chứ làm gì mày? Đánh đi, đánh đi, đánh đi, quýnh nó đi, quýnh nó đi. Dịch nó lại ra đi.
Tại sao chị phải lén lút gặp chồng tôi như vậy? Tại sao chị không gặp một cách quang minh chính đại đi? Sao quang minh chính đại mà gặp? Lén lén lút lút làm cái gì? Hèn quá mày. Cô nói gì? Bởi vì hôn nhân của tôi không phải được xây dựng trên cơ sở tình cảm, mà chỉ là một cuộc trao đổi, một hợp đồng hôn nhân, đôi bên đều có lợi. Cô nói thiệt không? Anh ấy có nói với tôi là anh ấy thích chị. Hả? Tôi mừng cho tình cảm của hai người. Chúc hai người hạnh phúc nha. Gì vậy? Minh Minh à, em nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em đi nha. Tạm biệt. Chúc hai người sống lâu và hạnh phúc. Cảm ơn em. Tạm biệt. Đi nha. Em thấy lo cho Minh Minh quá. Khoan đã. Hai người mở cửa đi. Đừng đóng cửa mà. Hai người, Dương Hoàng, tôi hứa tôi sẽ làm việc chăm chỉ, tôi không có lười biếng nữa đâu. Hai người mở cửa cho tôi đi mà. Anh muốn gọi tôi là chim, là gà, là rùi gì cũng được hết đó. Mở cửa cho tôi đi mà. Mở cửa cho tôi đi. Mở cửa cho tôi. Không lẽ cô đang làm gì vậy? Đương nhiên là tôi đang làm việc. Tôi đang suy nghĩ kịch bản. Tôi đi ra ngoài đây. Nè anh. Gì? Kể từ bây giờ trở đi, anh muốn đi thì đi, muốn về thì về, không cần phải nói cho tôi biết. Chúng ta đã thỏa thuận như vậy rồi mà. Cô muốn về thật hả?